Xin chào các bạn, mình là Tính đây. Chào mừng các bạn trở lại kênh Thủ Thuật Hay Vlog. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách để làm một cái video slow motion trên điện thoại smartphone. Mình đã có một cái video demo cho các bạn, thì mình sẽ cho các bạn xem qua. Đây là đoạn slow motion. Giáo sư Lý. Rồi, ok. Thì cái video demo của mình nó không được chuẩn cho lắm, bởi vì mình không có video mình không tạo được cái video nào nó đẹp hơn. Nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn có thể dùng các cái video giả sử như phun lửa các thứ thì nhìn nó sẽ có hiệu ứng tốt hơn. Ok, thì không nói dài dòng nữa. Đầu tiên thì các bạn cần phải có một phần mềm, đó là Affect. Cái phần mềm này thì các bạn có thể tải trên CH Play, nó rất là đơn giản thôi. Phần cuối thì mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách tải về nhé. Còn mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách để sử dụng nó luôn. Mình sẽ bật nó lên. Đây là tên phần mềm. Và ở đây nó có các chế độ cho chúng ta là Fast, có nghĩa là nhanh, Slow là chậm này, Stop là dừng lại này, và Refresh là cái này mình không rõ nữa, hoặc là Slow hoặc Fast. Thì để làm cái slow motion, các bạn có thể chọn slow cộng fast đây, hoặc là chọn cái slow bên trên dòng thứ hai đây. Đó. Sau đó các bạn chọn tới một cái video mà chúng ta muốn làm slow motion. Ở đây thì mình sẽ lấy cái video 5 phút này đi nhá. Đó, thì cái mục này là cái mục mà các bạn có thể kéo thả tới cái đoạn mà chúng ta muốn làm slow motion nhé. Đó. Sau khi các bạn cắt ra, sau đó thì các bạn có thể ghép lại. Mình sẽ chọn cái đoạn đoạn này đi. Đó. Sau đó chúng ta ấn Next. Ok. Thì các bạn có thể kéo thả cái thanh màu cam này, màu hồng này, chính là cái thanh mà nó có hiệu ứng slow motion, còn phía bên ngoài lề thì không có. Thì mình sẽ bật demo cho các bạn xem. Mình sẽ tua cái video tới đoạn này đi. Đó. Cái đoạn giữa chính là cái loại mà slow motion, các bạn có thể tăng cái độ slow motion lên cao, có thể để 380 mà nó quay rất là chậm này. 5.0 là cực kỳ chậm này. Hay là các bạn để ít đi, 1.4 thôi. Nó sẽ chạy chậm hơn. Ok. Sau khi các bạn đã chọn hợp lý rồi thì chúng ta sẽ ấn Next để giải nén video. Thì các bạn có thể chọn các cái chế độ khác nhau, là High có nghĩa là xuất video với chất lượng cao, Medium là xuất video chất lượng vừa, và Low chất lượng thấp. Thì tùy thuộc vào cái bộ nhớ của máy của bạn và cái bộ xử lý các bạn, thì các bạn thích chọn cái nào thì các bạn chọn. Ở đây mình sẽ chọn low cho nó nhanh nha. Ok, thì nó đang xuất video. Mình sẽ thoát ra ngoài. Để các bạn có thể tải cái video cái slow motion này thì các bạn vào CH Play này. Các bạn điền cho mình là Effect Zoom. Đây. Sau đó các bạn ấn cài đặt ra nhé. Ở đây mình đã cài rồi, mình sẽ không có cài nữa.
Nó đang xuất video. Thôi thì cái này mình sẽ không xuất ra nữa. Cái video mình chia sẻ ở đây thôi. Nếu như các bạn thấy hay mà bổ ích thì nút like đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.